rồi Huy nói rồi thì anh có thể là comment số 1 của Huy ha. Rồi, à, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi zoom ngày hôm nay. À, vậy thì ngày hôm qua thì chúng ta có nói về cái việc là một trong những cái yếu tố mà nó mang tới sự ảnh hưởng tới cái kết quả của chúng ta đó chính là À, một cái thái độ đúng không? Cái thái độ. Và nếu như anh chị nào mà đã đồng hành với lại cái buổi Zoom này chắc cũng được hai tuần rồi thì có thể chúng ta thấy rằng là cứ trước mỗi buổi Zoom á thì chúng ta hay làm một cái hành động, một cái hành động đúng không? Đó là gì? Đó là chúng ta sẽ ăn mừng, ăn mừng và ghi nhận những cái thành công có anh chị nào thấy cái điều này đó, nó 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 thường chưa anh chị đã đã quen với cái việc này chưa dạ vậy thì cái việc mà chúng ta ăn mừng thành công chúng ta ghi nhận thành công đó, thật ra cái 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 việc này nó gọi là việc ghi nhận thành công anh chị à, chúng ta hay nói với nhau là ăn mừng thành công nhưng mà thật sự nó gọi là cái ý nghĩa của nó chính là cái việc mà chúng ta ghi nhận thành công và đây là một trong những cái chiến lược này, một trong mười chiến lược để giúp cho chúng ta có thể là uh, có được cái sự thịnh vượng và hạnh phúc thì cái chiến lược đầu tiên đó là gì cái chiến lược đầu tiên, chiến lược số 1 để anh chị có thể đạt được cái sự thịnh vượng và hạnh phúc cho cái cuộc đời của mình, à, đó là gì? Đó là cái việc mà chúng ta value, uh, value today hay có còn gọi là chúng ta trân trọng những cái giá trị mà chúng ta có được ngày hôm nay. Cái việc mà chúng ta ghi nhận, anh chị. Cái việc mà chúng ta ghi nhận những cái uh, sự phát triển, chúng ta ghi nhận những cái điều mà chúng ta làm được, ghi nhận những cái nỗ lực, ghi nhận những cái công sức, ghi nhận những cái uh, thành quả là thành tựu hoặc là thành công mà mình đạt được dù rằng là nó có lớn hay nhỏ dù rằng là nó có, uh, có đúng không ạ có vĩ đại hay là bình thường thì chỉ cần chúng ta ghi nhận gì? ghi nhận là điều rất là quan trọng đúng không ạ value today và nói về cái điều này anh chị thì chúng ta sẽ hỏi chị sẽ muốn nói là ủa vậy thì có liên quan gì không? Bây giờ ngày hôm nay tôi cũng nỗ lực, tôi cũng cố gắng, uh, mặc dù là tôi cũng đã nỗ lực rất là nhiều, tôi cũng đã cố gắng rất là nhiều, hoặc là tôi đã uh, làm rất là nhiều rồi, mà tôi không có cái kết quả, tôi không có cái thành tựu lớn, thì tôi đâu tôi thấy là mình tôi đâu có cái quyền gì để tôi có thể ghi nhận thành công, tôi đâu có cái quyền gì để tôi đang mừng thành công thì điều đó nó không đúng anh chị. cái việc của chúng ta là chúng ta đã bị cài đặt một cái tư tưởng à, nó có vẻ như nó hơi cực đoan khi mà có thể là khi mà chúng ta còn nhỏ à, có nghĩa là gì có nghĩa là nếu như mà bạn tốt á, thì bạn sẽ được thưởng đúng không à nếu mà bạn là con ngoan trò giỏi à, thì bạn sẽ được khen à, bạn sẽ được thưởng à, bạn sẽ được à, những cái món quà những cái phần thưởng rất là tuyệt vời nhưng mà nếu như mà bạn không đạt được cái tiêu chuẩn mà không đạt được ti chỉ tiêu hay là bạn đã nỗ lực nhưng mà bạn không đạt được cái kết quả tốt á, thì bạn sẽ bị uh, uh, chỉ trích bạn sẽ bị la mắng bạn sẽ bị những cái không tuyệt vời bị chê bị la hay là bị phạt vân vân có đúng không ạ vậy thì cái câu chuyện ở đây là gì cái câu chuyện ở đây đó là chúng ta cần phải hiểu một điều đó là mỗi người thì sẽ có cái xuất phát điểm khác nhau Mỗi người thì cũng sẽ có cái tiềm năng khác nhau luôn, tiềm năng khác nhau, xuất phát điểm khác nhau, nguồn lực khác nhau, cái mối quan hệ cũng khác nhau luôn anh chị. Và cái điều quan trọng ở đây đó là cái việc mà thành công là ngày hôm nay chúng ta tốt hơn ngày hôm qua. Thành công có nghĩa là bạn đang có cái sự tiến trị. Thành công có nghĩa là bạn đang có sự tiến lên, sự phát triển, sự nâng cấp, sự cải tiến. Và có thể là cái sự cải tiến đó Nó không được lớn Hoặc là có thể cái cải tiến đó Nó chưa mang lại một cái kết quả Mà có thể nhìn thấy được Nhưng mà chúng ta phải ghi nhận Chúng ta phải ghi nhận những cái thành tựu này Ví dụ như chúng ta nói về một cái ví dụ nha Cái ví dụ mà uh, Có thể một số anh chị uh, Trải nghiệm được cái ví dụ này Đó là một cái người Khi mà anh ta uh, nhận được cái bằng Đại học đi Đúng không? một cái người mà tốt nghiệp đại học. Thì cái ngày mà cái 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 người này, cái ngày mà cái cái người này anh ta lên nhận cái bằng đại học anh chị. Anh ta nhận cái tấm bằng đại học đó, anh ta được ghi nhận vì đã thành công. Đúng không? Anh ta ghi nhận là vì anh ta đã dạ, đã hoàn thành cái hành trình là uh, trong những năm học đại học đó anh ta đã vượt qua được những cái kỳ thi, anh ta đã vượt qua được những cái thách thức, anh ta đã đạt được cái chứng nhận đó là uh, chứng chỉ cử nhân. Và cái việc này anh chị cái việc mà họ đạt được cái kết quả này thì nó có phải rằng là chỉ có ngày hôm đó là anh ta đã thật sự xuất sắc không có phải là cái ngày mà anh ta được nhận bằng đại học đó mới là cái ngày anh ta thật sự xuất sắc không hay là anh ta đã xuất sắc trong suốt hơn 4 năm học đại học rồi? anh ta tả nhưng mà anh ta từ cái việc mà anh ta đã xuất sắc trong việc là anh ta đã vượt qua được những cái kỳ thi anh ta đã vượt qua những cái đồ án anh ta vượt qua những cái môn học anh ta vượt qua những cái assignment đúng không anh ta phải làm việc nhóm anh ta phải nỗ lực anh ta phải học ngày học đêm đúng không trong suốt nhiều năm anh ta đã và anh ta đã xuất sắc trong suốt nhiều năm anh ta đã phải vượt qua nhiều năm rồi và cái ngày mà nhưng mà trong suốt những cái ngày tháng năm đó thì không ai ghi nhận, không ai thấy được những cái việc mà anh ta làm đúng à, không? Người ta chỉ thấy được là à, sau 4 năm cái ngày mà anh ta tốt nghiệp thì anh ta được nhận bằng. À đó là cái ngày cái ngày đó, cái ngày anh ta được nhận cái bằng đại học đó, anh ta được ghi nhận vì đã thành công trong nhiều năm. Anh ta đã hoàn thành xuất sắc cái những cái tín chỉ, những cái học phần trong nhiều năm anh chị theo kiểu không đó là sự ghi nhận lớn đó là một cái sự ghi nhận lớn có nghĩa là gì có nghĩa rằng là anh chị phải hiểu một điều đó là có thể nếu một số anh chị nói rằng là à, nếu mà bây giờ tôi tôi không có được một cái kết quả lớn thì tôi không được ghi nhận điều đó nó không đúng anh chị chúng ta phải nỗ lực chúng ta phải phát triển chúng ta phải cố gắng từng ngày từng ngày và người thành công cũng vậy có những người họ nổi tiếng khi mà họ phải trở nên rất rất thành công rồi thậm chí có những người hiện tại họ đang rất là giàu có rất là thành công nhưng mà cũng không ai biết tới họ đúng không nhưng mà họ vẫn đang ghi nhận họ vẫn ăn mừng thành công mỗi ngày thôi và cái việc mà ăn mừng thành công cái việc mà chúng ta ghi nhận thành công nó là một cái uh, thói quen rất là tuyệt vời anh chị thành công nó đúng không một số anh chị có một cái niềm tin ấy, một cái tư duy mà có thể rằng một cái tư duy sai lầm tốt nhất là chúng ta nên bỏ tư duy này đi đó là thất bại là mẹ thành công à, tư duy này là không đúng anh chị thất bại là mẹ thành công thất bại nó không dẫn đến thành công bạn có muốn nếu như bạn nghĩ là thất bại là mẹ thành công không để là bạn cứ phải thất bại rồi bạn mới được thành công bạn muốn thành công thì bạn phải thất bại sự thật là không không cần thiết phải thất bại bạn vẫn có thể thành công có đúng không và thay vì là bây giờ mình phải là trải nghiệm thất bại thì mình có thể học từ kinh nghiệm thành công mình đi theo dấu vết của người thành công mình ứng dụng những cái chiến lược thành công và mình thành công luôn. Tại sao phải thất bại rồi mới thành công được? Và cái tư tưởng, cái tư tưởng mà giúp cho anh chị có thể đạt được cái sự thành vượng đó là thành công thì nuôi dưỡng thành công anh chị. À, anh chị hãy ghi lại cái điều này. Thành công thì nó mới nuôi dưỡng thành công được. Thành công nuôi dưỡng thành công, thành công thì nó nối tiếp thành công. Và nếu như chúng ta có thể thấy một điều là gì, những người mà anh chị có thể thấy rằng là cuộc đời họ thường, ấy, nếu mà chúng ta để ý những cái người mà cái cuộc đời của họ mà nó cứ đầu xuôi đuôi lọt, lúc nào cũng thấy là đầu xuôi đuôi lọt, lúc nào cũng thấy thổ buồn xuôi gió, lúc nào họ cũng thấy là có cái sự thành công, nối tiếp thành công anh chị. Thì nếu chúng ta để ý ấy, thì những cái việc mà họ đạt được, những cái kết quả họ đạt được, những cái thành tựu họ đạt được nó không phải đến từ may mắn nó luôn luôn có một cái cái, cái cái, cái, lý do gì đó nó đến từ một cái điều gì đó mà khiến họ có một cái 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 cái, cái thói quen để cho họ có thể liên tục có được những cái thành tựu đúng không ạ à, liên tục liên tục thành công nó thì thành công như vậy và cái việc mà chúng ta ghi nhận thành công là một điều rất là quan trọng bởi vì sao bởi vì các anh chị ở đây thì trong những cái ngày trước huy đã phân tích với anh chị về cái luật hấp dẫn rồi bạn tập trung một cái điều gì thì cái đó mà rộng và hãy nhớ là luật hấp dẫn thì nó không hề thiên vị ai cả nó không thiên vị bất kỳ cái gì cả nó không có thiên vị điều tích cực nó cũng không có thiên vị điều không tích cực nó chỉ ở đó và bạn tập trung vào cái gì thì luật hấp dẫn sẽ thu hút điều đó đến với bạn và khi mà chúng ta nghĩ về đúng không ạ chúng ta nghĩ về tập trung vào, đúng không? một ngày trải qua ai cũng phải trải qua một ngày, ờ, có, có thể là anh chị phải lo về cơm áo gạo tiền, có thể một số anh chị thì phải lo về những cái công an việc làm, có một số anh chị thì phải lo về những cái mối quan hệ, những cái giấy tờ, những cái về uh, sức khỏe hay là về những cái mục tiêu hoài bảo ước mơ đúng không? Ai cũng có cái nỗi lo, ai cũng có cái vấn đề của họ hết. Và chúng ta thấy một điều là gì? Chúng ta thấy một điều đó là trong cuộc sống thì nó có những điều tốt và những điều nhiều không tốt nó xảy ra với cuộc đời của mình và chúng ta biết từ một điều là gì đó là cái việc mà để thành công thì nó sẽ khó hơn là thất bại thất bại nó dễ lắm anh chị bạn không cần làm gì bạn cũng có thể thất bại được có đúng không bạn không làm thì bạn thất bại chắc chắn rồi bạn làm bạn cũng có thể thất bại bạn hành động bạn cũng có thể thất bại mà bạn không hành động thì chắc chắn bạn bạn cầm bằng nằm bằng cầm chắc thất bại trong tay anh chị đồng không ạ? Yeah. Dạ. À, không hành động thì chắc chắn thất bại luôn, chắc chắn là thua luôn. Bây giờ giống như anh chị tham gia vào một ví dụ như chúng ta nói là một cái kỳ thi, giống như một cái kỳ thi. Bây giờ bạn làm á thì đương nhiên là nếu bạn làm đúng thì bạn có điểm, mà làm sai thì bạn có cũng bị nếu bạn làm sai nhiều quá thì bạn bị điểm thấp, thì bạn rớt đúng không? À nhưng mà nếu như bạn không làm thì chắc chắn bạn không điểm. Anh chị có hiểu bài học này mà Chắc chắn bạn sẽ không lên lớp được. Mà cứ cứ mỗi cuộc thi là như vậy cứ có cái cuộc thi à, cứ mỗi năm thì nó sẽ có một cái cuộc thi như vậy và bạn không tham gia cuộc thi đó bạn không làm bài thi đó thì sao ạ à? thì bạn không bạn luôn luôn là thất bại bạn luôn luôn ở lại lớp thôi còn có những người người ta làm nhưng mà người ta không có kiến thức người ta không có kỹ năng người ta không có kinh nghiệm người ta không học thì người ta cũng rớt đúng rồi thì cũng thất bại nhưng mà để có thể đậu để có thể lên lớp được thì nó có thể là chưa dễ chưa dễ bằng và cho nên chúng ta mới thấy được một điều là gì đó là trong cuộc đời này nếu mà nhìn thật ra thì để thất bại dễ hơn thành công. Dạ, yeah, rất dễ. Và chúng ta quay lại cái tư duy. Việc dễ thì ai cũng giành làm. <laughs> Đúng không? Việc dễ thì ai cũng nhận làm. Việc khó thì để phần cho ai. Việc khó để dành cho người thành công. Bởi vì việc khó họ mới làm họ mới thành công được. Còn bạn không làm hoặc là bạn làm những việc dễ thôi thì cái việc bạn thành công nó khó, nó không dễ. Anh chị ha. Vậy thì chúng ta quay trở lại cái câu chuyện ở đây. Đó là gì? Ờ không làm gì cũng thất bại. Mà làm mà không có kiến thức, không có chiến lược, không có kỹ năng thì cũng không dễ thành công. Vậy thì bây giờ phải làm sao đây? Vậy thì có nghĩa là nhìn vào cuộc đời anh chị. Một ngày chúng ta trải qua thì cái tỷ lệ mà chúng ta thất bại nó sẽ có khả năng cao hơn thành công nếu mà chúng ta không làm gì cả mà nếu như chúng ta có làm gì đó thì cái tỷ lệ thành công cũng chưa chắc là nó cao hơn cái tỷ lệ thất bại anh hiểu theo kiểu không ạ nó cũng giống như là cái việc mà đi lên bạn muốn phát triển lên bạn muốn đi lên đúng không đi lên thì nó sẽ khó hơn là trượt xuống bạn không làm gì bạn cũng trượt xuống nhưng mà đi lên thì sao bạn phải đi bạn muốn đi lên được thì cái lực của bạn nó phải mạnh hơn là cái lực của ma sát và cái lực của cái lực lực kéo xuống cái lực ì xuống cái lực mà trì trệ xuống cái lực trọng trường đó. và cho nên là gì à có nghĩa là cái tốc độ của mình bạn muốn đi lên bạn muốn phát triển lên thì bạn phải cái tốc độ phát triển của bạn nó phải nhanh hơn cái tốc độ phát triển của thị trường của thị trường của mặt bằng chung được không ạ còn nếu như cái tốc độ phát triển của bạn nó bằng với lại cái tốc độ phát triển của mặt bằng chung của thị trường thì bạn không có phát triển bạn bình thường bạn đâu vào đây đâu lại vào đây thôi kết quả vẫn như cũ còn nếu bạn không làm gì hoặc là cái sự phát triển của bạn nó chậm hơn cái tốc độ phát triển của thị trường thì bạn đang tụt hậu bạn đang đi xuống được không ạ dạ có nghĩa đi xuống dễ hơn đi lên Vậy thì quay trở lại cái câu chuyện ở đây. Đó là đa số mọi người thì chúng ta sẽ hay để tâm đến những điều mà chúng ta không thích. Đa số mọi người sẽ hay để tâm tới những điều chúng ta không thích. Ví dụ như là anh chị, ở đây có anh chị nào đã từng, đúng không? đã từng, đúng không? đã từng mình đi xem bói, hoặc là có thể là mình xem tướng số hoặc là mình xem về mấy cái mà phong thủy mấy cái mà nhân sinh tướng có thể bạn không đi coi bói nhưng mà bạn có thể đọc trên mạng hoặc là bạn đọc một cái báo nào đó hay là bạn đọc một cái bài về cung hoàng đạo hay là về mệnh rồi các kiểu đó không có thể là bạn đọc và bạn cũng thử có coi, coi là mình sao à đúng không chứ cũng không có nhất thiết là phải đi coi bói thì có thể là anh chị những cái gì á mà anh chị đọc hay những cái chuyện mà gì mà anh chị nghe từ những cái điều đó đó điều tốt bạn nhớ không những cái điều tốt bạn có nhớ không hay là bạn sẽ chăm trong tập trung vào những cái điều không tốt để đi à cái người này tuổi năm nay thì có được cái điều tốt a điều tốt b điều tốt c điều d ô oh, hay, hay quá hay quá ngày hôm sau quên rồi. Nhưng mà cái tuổi này năm nay là sẽ có khả năng bị cái này, bị cái kia, bị cái nọ. Ủa nhớ, ông nhớ luôn. Ngày nào cũng nghĩ tới nó luôn. Và ngày nào cũng nghĩ tới nó cho tới khi cái điều đó xảy ra thành hiện thực luôn. <laughs> Chính bạn hút cái đó đó. Chính bạn hút cái đó bởi vì ngày nào bạn cũng ám ảnh nó. Ngày nào mà anh chị cũng nghĩ tới cái điều không tốt đó cho nên cái điều đó nó mới đến. Chứ không phải gì đâu. Chứ không phải là cái tuổi nào đâu anh chị hiểu không ạ, không phải là do cái mạng hay là cái tuổi năm nào là năm thơ năm nào là năm không hơn đâu. nó đến từ mình thôi, nó đến từ mình cũng hút cái đó đến không? OK chưa yeah. Dạ. Và tiếp tục cái câu chuyện ở đây là gì? Tiếp tục cái câu chuyện ở đây đó là, ở vậy thì chúng ta con người chúng ta thường là chúng ta hay để ý và chúng ta thường để ý, đúng không? thường dành sự tập trung của mình đến những điều không tốt, đến những điều không tích cực nên bây giờ anh chị ra ngoài kia đi anh chị thấy rằng gì những cái video những cái bài báo đăng lên đăng tải lên những cái sự tiêu cực trong cuộc sống thì có nhiều người xem không có người nhiều người tham gia vào comment ở uh, biện luận nhiều lượt view nhiều lượt xem không à nhiều lượt tranh luận không thậm chí là người này đăng bài người kia lại đi biện luận lại cái bài đó vân vân và mây mây đánh nhau thì cái gì cũng đúng không? rất là đông nhưng mà những cái điều tích cực như là tình yêu thương những cái video chia sẻ về tình yêu thương những cái video chia sẻ về là phong cách sống những cái video chia sẻ về cái việc mà sống một cách có đạo đức sống uh, theo một hãy là một cái con người tử tế cái phong cách sống làm sao để có thể là đúng không? có tình có nghĩa thì những cái đó có nhiều người coi không có nhiều lượt view không có nhiều lượt tập trung mà không anh chị hiểu được không? Nó là cái, cái 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 cách tìm thức của mọi người là thường thích tập trung vào những điều tiêu cực. Và bạn có được quyền lựa chọn, đó là chúng ta hãy biết một điều, đó là bên trong một con người chúng ta thì có hai phần, phần con và phần người. Phần con và phần người. Và nếu như bạn để cho cái phần con nó điều, điều khiển bạn thì bạn cũng giống như đám đông thôi. Ví dụ như ví dụ như bây giờ huy nói chị một cái câu chuyện là uh, khi mà chúng ta gặp một cái uh, cái điều gì đó chúng ta không thích đúng không? Bạn gặp một cái điều gì đó bạn không thích, bạn gặp một cái điều gì đó, đó mà không tuyệt vời, thì như người bình thường á thì khi mà họ thấy một điều gì không thích, một điều gì đó không tuyệt vời, thì có thể là họ không kiểm soát được cái cảm xúc của họ, họ không làm chủ được cái cảm xúc của họ và họ để cho cái phần con của họ nổi lên như là cái sự nóng giận cái sự bực bội đúng không và khi đó nó thể hiện qua bằng những cái lời nói những cái hành động nó không có đẹp ok chưa nhưng mà một nhưng mà chúng ta cũng cũng đã từng thấy có những người cũng từng trải qua những cái sự kiện đó cũng trải qua những cái sự kiện như vậy nha nhưng mà anh ta vẫn bình tĩnh, anh ta vẫn tỉnh táo, anh ta vẫn uh, giữ được cái sự bình tĩnh và đưa ra những quyết định khôn ngoan. Anh ta vẫn có được cái sự thanh lịch, nhẹ nhàng, tỉnh táo và đưa ra những quyết định vô cùng là khôn ngoan. Vậy thì sự khác biệt ở đây là gì? Đó là bạn việc mà bạn bằng bạn, bạn làm chủ cái phần con của bạn bằng cách phát triển cái phần người của bạn và phần con của chúng ta thì nó sẽ hư, hư, hướng tới những cái điều không tích cực thường thích thích rất thích những điều không tích cực thích là bóc phốt thích những cái là drama thích những cái mà không có hay ho gì đó là cái phần con trong tiềm thức của mình nhưng chúng ta có cái phần người để chúng ta có thể làm chủ cái phần con của mình. tại vì nếu như anh chị chúng ta sống mà dựa trên bản năng dựa theo phần con thôi thì đâu có khác gì những con thú khác đâu mấy cái con thú khác nó 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 không có được cái tư duy. Những cái loài sinh vật khác nó không có được cái tư duy, nó không có được cái cách để đưa ra quyết định. Nhưng con người thì khác. Chúng ta được sinh ra là chúng ta có cái quyền được lựa chọn. Cái quyền được lựa chọn là mình sẽ hướng về phần người hay phần con. Và bây giờ quay trở lại cái câu chuyện của anh chị. Đó là khi mà một cái sự việc, một cái thông tin không tích cực nó đến với cuộc đời của chúng ta và huy nói thật với anh chị là cái điều đó nó sẽ xảy ra rất là nhiều nó xảy ra rất là nhiều luôn đúng không nó là cái chuyện nó chỉ bình thường mà cái việc tại vì cái việc mà mình gặp những thứ không tích cực nó nhiều nó dễ hơn cái việc mà chúng chúng ta gặp những cái tích, tích cực tuy nhiên nó đi thì là phải nói lại đó chỉ là cái góc nhìn trước đây của anh chị thôi anh chị em ạ đó chỉ là cái góc nhìn trước đây của anh chị thôi bởi vì góc nhìn trước đây của chúng ta, chúng ta thích chúng ta hay tập trung và để ý vào những điều không tích cực. Cho nên chúng ta nhìn thấy những điều không tích cực nó nhiều. Còn những điều tốt, những điều phúc lành, những điều tuyệt vời, những điều tốt đẹp, chúng ta không có để ý, chúng ta quên mất, chúng ta không để ý tới nó. Thì chúng ta nghĩ rằng là những điều đó nó ít, những điều đó nó hiếm. Sự thật là gì? Sự thật là sự thật nhé. Đó là cái sự cân bằng ánh sáng và bóng tối thì nó cân bằng với nhau, anh chị mà, à, nó không có một cái sự mà mất cân bằng đâu, luôn luôn có sự cân bằng anh chị. Và cái điều quan trọng là bạn sẽ tập trung vào cái gì? Bạn sẽ tập trung vào cái gì? Bạn đi về phía ánh sáng hay bạn đi về phía bóng tối thôi. Nếu như bạn cứ nhìn về phía ánh sáng, bạn đi về phía ánh sáng, thì lúc nào bạn cũng chỉ thấy là giờ cuộc đời nó tươi đẹp. Nhưng nếu như lúc nào bạn cũng nhìn vào những cái mặt tối của cuộc đời thì sao ạ? À? Thì bạn thấy cuộc đời này nó thật sự là rất là kinh khủng, có đúng không ạ? Yeah. Dạ. Vậy cho nên là giờ, cái bí kíp trong cái tư duy đầu tiên, cái chiến lược thịnh vượng đầu tiên của ngày hôm nay, đó là cái việc mà chúng ta cần phải value today, trân trọng ngày hôm nay. Trân trọng ở đây là giờ ghi nhận ngày hôm nay của bạn. Ghi nhận rằng ngày hôm nay bạn đã có cái sự phát triển. Ngày hôm nay đã có điều tốt gì đã xảy ra với cuộc đời của mình? Ngày hôm nay mình đã có cái sự phát triển gì? Ngày hôm nay mình đã có những cái thành công gì? Dù là những cái thành công nhỏ nhất thì cũng hãy ghi nhận đi. Được không ạ? Ví dụ như ngày hôm nay anh chị đi làm đúng giờ, thành công rồi đó. Ừ, đi làm đúng giờ đâu có phải ai cũng làm được đúng không? Bạn làm được rồi. Bạn đi học đúng giờ, bạn đi làm đúng giờ, bạn đi học đúng giờ, à, bạn gặp đối tác đúng giờ, đó là thành công rồi ghi nhận đi tại vì đó là cái cái phẩm chất của người thành công mà đúng không hay là ngày hôm nay bạn đã uh, dành ra 15 phút để tập thể dục 15 phút nó không có nhiều đâu đúng không ạ nhiều khi xuống mới có vô tay vô chân tí hết 15 phút rồi nhưng mà ít ra vẫn còn hơn là không tập đúng không anh chị vậy thì hãy ghi nhận cái thành công đó để lần sau chúng ta có thể tốt hơn hay là cái gì hay là ngày hôm nay anh chị đã đọc một một cái vài trang sách nào đó anh chị đã dành thời gian của mình để anh chị nghiên cứu về một cái kiến thức gì đó nghiên cứu về một cái kỹ năng gì đó nghiên cứu về một cái lĩnh vực gì đó mà nó có giúp ích cho cái công việc của mình hay giúp ích cho cái công việc kinh doanh của mình thì đó là thành công ghi nhận nó đi ồ hôm nay tôi rất là thành công bởi vì sao hôm nay tôi mới biết được kiến thức mới mặc dù kiến thức đó tôi chưa biết ứng dụng sao hết nhưng mà có kiến thức mới là thông minh hơn rồi đúng không anh chị đồng ý không đó hay là ngày hôm nay tôi học dâm cũng là hay học dung câu lạc bộ là hay rồi thành công rồi cũng có sự phát triển rồi đúng không ạ đấy hay là ngày hôm nay uh, tôi vui vẻ cả ngày đó cũng là thành công cười được là thành công rồi anh chị. có những người muốn cười cũng không cười được bạn còn cười được thì bạn còn thành công nữa hay là ngày hôm nay tôi vô cùng khỏe mạnh nếu như ngày hôm nay anh chị vẫn còn đang khỏe mạnh thở được thôi là có phải thành công không? Thành công rồi. Đấy. Ghi nhận từ những cái điều nhỏ nhất. Trân trọng ghi nhận những cái thành công nhỏ nhất. anh chị Hay là đi học. Trước giờ, ngày trước đó cái bài thi đợt trước được có 3 điểm thôi. Bây giờ thi được 6 điểm. Thì hãy ghi nhận Chứ không phải nó trời ơi 6 điểm thì chưa được học sinh khá 6.5 mới được học sinh khá mà. 6 điểm thì ui học sinh trung bình Ui có gì đâu Đúng không? Nhưng mà ít ra là từ học sinh dưới trung bình lên trung bình là thành công Anh chị đồng ý không ạ? Đó thì mới có động lực để phát triển lên từ, từ 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 Anh chị ha Và tiếp theo là giờ Ghi nhận từng những cái nhỏ Ví dụ như anh chị đi kinh doanh Hôm nay anh chị bán được có một đơn hàng à, không có được nhiều có hẹn bán được hàng là mừng rồi được không ừ mình phải ghi nhận đi yes hình thì bán được hàng rồi yes tiền về rồi có tiền là có có mà có tiền là hạnh phúc có tiền là may mắn đó anh vậy khi mà tiền về là may mắn có tiền là tài lộc là may mắn đến với mình rồi ít cũng lấy đi ít thì cũng bây giờ ghi nhận đó, bạn ghi nhận thì bạn mới có nhiều hơn. Anh chị theo kiểu mà, để huy nói lấy một cái ví dụ nha, huy lấy một cái ví dụ cho anh chị dễ hiểu nha Ví dụ như là gì? Bao nhiêu số anh chị ở đây đã từng uh, chúng ta đã từng rất là nỗ lực, từng cố gắng làm một cái việc gì đó, đúng không? Mình đã từng nha, đã từng rất là nỗ lực, rất là cố gắng làm một cái việc gì đó, mình dùng hết cái tâm huyết của mình để mình làm và mình hoàn thành ra cái kết quả, có thể là cái kết quả đó nó chưa phải là hoàn hảo đâu. Nhưng mà nó cũng là cái 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 gọi là cái tốt nhất mình có thể làm được rồi. Thì khi đó cái người sếp của anh chị nó là gì? Ờ cũng thường thôi. Hay là ba mẹ, không? Có nhiều khi là ba mẹ luôn. Cũng thường thôi con, hay thầy cô, trời cũng thường thôi mẹ. Nghe có thuộc có bị hụt hẫng? Có bị tục cảm xúc không? Bạn dồn hết tâm huyết vô cho cái việc đó Ok, đương nhiên rằng là uh, Khả năng của bạn thì tới đó thôi uh, Khả năng của mình nó không có hoàn hảo Khả năng của mình nó chỉ làm tới đó thôi Nhưng mà Làm xong thì sao bị chơi Chơi xấu, chơi dở Chơi dõm, chơi tại chơi không được Đúng không? Có bị tụt năng lượng không? có bị đúng không? chúng ta cảm thấy không có động lực đâu. chúng ta cảm thấy nó rất là không có tốt anh chị và đây chính là một trong những cái ờ, điều nó không có hay đâu anh chị bởi vì sao vậy bởi vì rằng là thật ra thì ở ngoài kia thì người ta dễ cho cái lời phê bình hơn là cái lời khen đúng không bởi vì tâm tư như thế nào thì cái hành vi như vậy nhớ nha những người mà hay đưa ra lời phê bình nhiều có nghĩa là chính bên trong họ, họ đang tập trung vào những điều tích cực, những điều tiêu cực nhiều hơn. Và những cái người đó là những người đang rất là đau khổ. Anh chị có hiểu không? Những người mà có thể đưa ra những lời khen, những người mà có thể đưa ra những cái lời ghi nhận, những lời động viên là bởi vì bên trong họ hướng về những điều tích cực. Họ hướng về sự phát triển. Họ hướng về cái giờ, cái việc mà họ muốn ghi nhận những cái nỗ lực, những cái cố gắng, những cái thành quả mà người khác đã làm được hay họ đã làm được. Anh chị ha. Và cho nên là cái 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 bài học mà Huy muốn chia sẻ chị ở đây là gì? bao nhiêu trong số anh chị ở đây khi chúng ta đã từng làm một cái điều gì đó có thể cái kết quả nó chưa được tuyệt vời nhưng chúng ta đã được ghi nhận chúng ta được ăn mừng chúng ta được chúc mừng chúng ta được khen ngợi thì bao nhiêu số anh chị ở đây là chúng ta cảm thấy rất là động lực để lần sau chúng ta làm tốt hơn ạ dạ yeah, đúng không ví dụ nha bây giờ tôi 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 tôi, tôi diễn cho bạn coi nhé ví dụ như là một cái đứa đứa nhỏ đi trước giờ học toàn được con ngỗng thôi điểm điểm ha điểm 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 kiểm tra toàn là ngỗng thôi ngỗng có chứng ngỗng thôi ha đó bây giờ không được rồi mình không thể chấp nhận như vậy mình làm vậy ba mẹ của mình sẽ rất là không có vui mình phải nỗ lực hơn để cho ba mẹ của mình uh, đỡ buồn đúng không à mình mình thương cha mẹ của mình cho nên mình phải ráng mình học thế là chăm chỉ nỗ lực cố gắng phát triển nỗ lực quá trời tới cái ngày kiểm tra tới ngày thi làm bài cũng tốt hơn trước cũng được là 6 điểm từ 2 điểm lên 6 điểm có phải là thành công không ừ, ừ nhưng mà nhưng mà bây giờ gặp là cha mẹ thì cha mẹ có thể là cha mẹ hơi kỳ vọng cao của con cái quá có một số người như vậy trời ơi nhìn cái bảng điểm đó là trời ơi, có 6 điểm mà cũng thường thôi con nè Con nhà người ta nó được 10 điểm kìa Con nhà hàng xa nó được 10 điểm kìa Con chú hai được 10 điểm kìa Con dì tư được 10 điểm kìa Cái chị đó con của ông bác đó kìa, học bổng kìa vân Mày ngu thế mà học gì mà con ai mà mày ngu thế <laughs> Có cháu để mà mày đặt tử heo có sáu điểm mà 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 bày đặt là 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 là, là tự bày đặt là là, là cười chứ không có vui đâu con à. có còn non và xanh lắm ủa mình mình nỗ lực bao nhiêu mà mình bị 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 chửi vô mặt mình còn bị bị bị, bị chơi nữa chứ có động lực không không thật, huy, nãy giờ huy nói vui vui thôi nhưng mà sự thật là thật sự thật là cái chuyện này mình gặp hoài cuộc đời này là không phải cha mẹ không đâu bạn bè ừ bạn bè nữa nhiều khi bạn có nó coi điểm mình trước nó chơi mình trước chưa cần chờ tới cha mẹ đâu trời ơi có 6 điểm hả lêu lêu đồ học dở đột học dốt kiểu kiểu vậy đó ờ đúng không lêu lêu ta được 8 điểm nè đó cái kiểu vậy á bạn thấy bình thường không bình thường Ok chưa? Và chúng ta thấy một điều gì ạ? Sau những cái sự kiện đó thì cái cảm xúc tốt hơn không ạ? Không. Có động lực để nỗ lực hơn không ạ? Không. Động lực để phát triển hơn không ạ? Không. Cố gắng làm gì? Nỗ lực làm gì? Mình đã làm hết sức rồi. Cái đó làm hết sức rồi. Mà thành quả cũng được. Chắc là mình không, 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 không đủ thông minh. Chắc là mình không có khả năng chắc là mình không thể thành công chắc là tại vì là mình sinh ra là mình không làm nên trò chống gì cả và cái niềm tin đó nó làm cho vậy nó ảnh hưởng cho tới suốt cuộc đời luôn nó ảnh hưởng cho tới khi lớn lên cho tới khi trưởng thành cho tới khi mà đi làm việc luôn tới khi lập gia đình luôn cũng bị như vậy làm gì cũng phải gặp cái chuyện đó nhưng mà quay trở lại câu chuyện đó là nếu như mình đã nỗ lực cố gắng như vậy được 6 điểm rồi trời ơi được 6 điểm hả à. trời chúc mừng nha trời ơi bạn giỏi quá vậy trời ơi chúc mừng bạn nha trời hay quá wow con ơi sao con hay quá vậy Trời ơi, lần trước có hai điểm bây giờ con được 6 điểm rồi Trời ơi ba mẹ thương con quá Ba mẹ chúc mừng con nha Ở đây là cái sự thành quả của con Trời ơi ba mẹ yêu con quá Con của ba mẹ thật là thông minh Con của ba mẹ thật là giỏi Con của ba mẹ thật là tuyệt vời à, Con ơi tuyệt vời quá Ba mẹ tự hào vậy con Điều gì sẽ ra Điều gì sẽ ra sau đó Anh chị có, 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 có cảm thấy động lực hơn không Có cảm thấy rằng là Ừ đúng rồi à những cái điều mình đã làm mình được ghi nhận có nghĩa là gì nếu bây giờ mình sẽ có nỗ lực hơn để lần sau mình được điểm cao hơn đúng không ví dụ là như vậy anh chị ha thì đó cũng là cái câu chuyện mà huy đang nói về cái việc rằng là uh, hãy ghi nhận thành công nhưng mà cái đời á cuộc đời thì nó vui lắm nó vui ở đây là gì đó là bạn bắt đầu ngày mới và bạn nói là gì ạ hôm nay tôi yêu đời quá và cuộc đời nhìn vào bạn và nó nói rằng là gì ạ cảm ơn nhưng đời không yêu bạn ờ rồi sao rồi sao giờ ờ giờ cuộc đời nó nó chơi chơi mình vậy đó thì sao thì mình yêu đời ở đời không yêu mình thì sao thì quay trở lại cái câu chuyện ở đây là gì đó là mình phải yêu thương bản thân mình trước anh chị. Nếu như không một ai ghi nhận thành công của anh chị thì chính chúng ta hãy làm điều đó. Được không ạ? Dạ. Thành công mà không được ghi nhận thì nó là gì ạ? Là một cái thất bại thảm hại. Đây là cái câu nói của Tony Robbins anh chị ha. Thì dạ, anh chị đã hiểu cái tư duy này chưa? Dạ. Cho nên là thành công dù nhỏ cỡ nào thì mình cũng phải ghi nhận Hãy ghi nhận cho mình trước đi Bây giờ người xung quanh Mối quan hệ xung quanh của chúng ta Họ không biết cái này Cho nên gọi là con người là vô minh là vậy Vô minh là không có cái sự Không có sự minh trí Không có cái hiểu biết đó. Có nghĩa là có những cái không biết Không biết thì cãi ta Bây giờ mình có mình biết rồi Mình biết thì mình ứng dụng với mình đi Mình biết thì mình ứng dụng với mình đi Mình có được cái thành công nào đó Thì anh chị hãy ghi nhận thành công của mình Được không ạ à? Và chúng ta tập luôn cái thói quen là ghi nhận thành công của người khác luôn bởi vì rằng là khi mà chúng ta ghi nhận thành công cho mình và ghi nhận thành công cho người khác thì cũng là chúng ta đang tập trung một sự thành công anh chị đồng ý không ạ chúng ta đang đều 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 đang kích hoạt cái năng lượng đang kích hoạt cái tần số thành công cái tần số là ghi nhận tôn trọng ghi nhận cái ngày hôm nay value today ok chưa value today trân trọng cái ngày hôm nay trân trọng những cái thành tựu mình đạt được ngày hôm nay trân trọng dù những cái nhỏ nhất thì mình ghi nhận là hôm nay tôi đã tiền về tiền ví dụ như bây giờ một số anh chị nói là ôi ôi mục tiêu của tôi tháng này tôi muốn là lợi nhuận tôi 3 tỷ cơ nhưng mà tôi về lợi nhuận tôi có 300 triệu à. tôi buồn quá <laughs> Thôi đi bà nội ăn kiếm 300 triệu Ngon quá rồi muốn gì nữa Đúng không? Phải gắn mừng thành công vô Ừ Bác đồng ý không? Trời ơi Đó cho nên là phải ghi nhận thành công vô ừ. Anh Huy ơi Em đặt mục tiêu thấy vừa rồi mục tiêu em Đặt 100 triệu em được có 80 triệu ừ. okay. 80 cũng ngon rồi mà Ghi nhận thành công đi, tháng sau kiếm được trăm thôi. Đúng không? Như em dở em tệ quá, tháng sau không biết kiếm nổi 8 triệu không nữa. Anh chị hiểu không? Ghi nhận thành công. Ok. Chúng ta tập trung vào mục tiêu, chúng ta tập trung vào cái thành công của mình. Thành công nó nhỏ thì cũng ghi nhận đi. Ví dụ như hôm nay được uh, uh, tặng quà cũng là thành công muốn được tặng quà nhiều hơn không thì ghi nhận thành công. Quà có bày một cửa nào thì cũng là thành công rồi, đúng không? Ví dụ như tặng cho cái móc khóa, móc khóa có 10.000 nữa. Ừ, nhưng mà cũng là có quà là hơn cái người không có quà rồi, đúng không? Ngày hôm nay có quà là tuyệt vời rồi. Ừ, nó có quà là thành công rồi đó hay là được khen người hôm nay đẹp trai, á. Ờ, hôm nay nhìn trẻ trung năng động quá ta. à hôm nay trông có vẻ là xinh gái nhỉ thì người ta khen mình thì mình ủi mình thành công thì mình đẹp ra ai cũng khen mình thích quá hi hi. đúng không? đó ghi nhận thành công là như vậy ok chưa? Yeah. rồi và khi mà như vậy thì nó gọi là gì? thành công nó nuôi dưỡng thành công bởi vì nó giống như là có một cái tài khoản anh chị nó giống như là một cái tài khoản ngân hàng á mà ngân hàng ở đây là ngân hàng về tư duy ngân hàng về cái 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 năng lượng tích cực thì chúng ta cứ ghi nhận những cái điều này thì nó sẽ lưu trữ vào cái tầng sâu tiềm thức của mình lưu trữ vào trong cái tâm thức của mình và nó cứ tiếp tục tiếp tục chuyển hóa những cái tế bào bên trong chúng ta Nếu nếu anh chị có đọc về luật hấp dẫn hay đọc về quyển sách mức sức mạnh tiềm thức á thì cứ chung mình là 11 tháng thì toàn bộ tế bào của cơ thể chúng ta sẽ thay đổi. À, anh chỉ có đọc cái điều này Và nói về cái toàn bộ tế bào của cơ thể chúng ta thay đổi là như thế nào? Thì thật ra nếu như một ngày, anh chị để ý một ngày thôi là chúng ta thấy rằng là cơ thể chúng ta đã là có những cái tế bào mới rồi. Đúng không? Bạn hít vào, bạn thở ra là bạn đã đã mỗi lần bạn hít vào, bạn thở ra là bạn đã thay đổi tế bào trong cơ thể của bạn bạn đã loại bỏ đi những tế bào cũ, những tế bào nó, nó 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 già hoặc là những tế bào nó chết đi rồi, bạn thở ra qua đường khí mà và bạn hít vào thì bạn hít vào để bạn nuôi những cái tế bào mới. Anh chị theo kiểu không ạ? Yeah. Dạ. Và cơ thể chúng ta thay đổi tế bào mỗi ngày luôn á. Nó, nó nó thông qua đường nhiều đường đúng không ừ, rắn lỏng khí nó đi ba đường đó. tự biết ha đấy thì mỗi ngày là chúng ta cứ trao đổi chất quá trình trao đổi chất là cơ thể chúng ta liên tục là đổi mới tới bà và một cái điều hay là gì đó là nếu như tính từ ngày hôm nay cho tới 11 tháng sau mà mỗi một ngày anh chị đều có sự phát triển lên cái tư duy đều tăng lên cái cảm xúc đều tốt hơn chúng ta nuôi dưỡng cái sự tích cực bên trong con người của mình anh chị thì ngày này 11 tháng sau anh chị, anh chị là một con người khác hoàn toàn. Cả cái cơ thể này chúng ta thay đổi hoàn toàn, cái tế bào nó hoàn toàn là một con người khác hoàn toàn luôn. Bạn hiểu không ạ? Dạ, gọi là, là 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 nó thay đổi hết. Anh chị ha. Nhưng với điều kiện là bạn phải phát triển, bạn phải ghi nhận, bạn phải nuôi dưỡng cái con người tích cực bên trong của bạn. Bạn phải nuôi dưỡng cái con người thành công của bạn mỗi ngày bạn rèn luyện bản thân mình để bạn có thể phát triển lên mỗi ngày thì sau 11 tháng thì bạn là cái con người khác hoàn toàn so với ngày hôm nay còn nếu như ngày nào bạn cũng vậy bạn vẫn thói quen cũ vẫn trong cái vùng an toàn vẫn trong vùng thoải mái vẫn cứ tiếp tục như cũ thì vẫn là tế bào cũ thôi vẫn ăn những cái món như cũ vẫn đọc những cái kiến thức như cũ vẫn xem những cái chương trình như cũ vẫn có những hành động như cũ thì tế bào nó vẫn là cũ vẫn là con người cũ có chuyện ạ vậy thì chúng ta quay trở lại câu chuyện cái bài học đó là chiến lược thịnh vượng thứ nhất là value today trân trọng ngày hôm nay được không ạ trân trọng ngày hôm nay và chúng ta biết rằng là một cái người mà có cái thành công thì chúng ta biết rằng là họ có cái thành công là bởi vì sao cái thành công mà chúng ta có thể thấy được từ người khác đó là nó giống như cái ngày mà bạn đã vậy dạ. cái ngày mà anh ta một cái người mà được nhận cái bằng tốt nghiệp đại học của người ta chỉ thấy cái ngày đó, cái ngày đó là cái ngày mà ai cũng thấy hết, nhưng mà không ai thấy là bốn năm, bốn cái năm mà anh ta uh, phải tập trung, anh ta học, anh ta qua môn, anh ta phải đạt được cái chứng tiến chỉ hay là những cái học phần, không ai thấy hết. người ta chỉ thấy cái ngày mà anh ta nhận bằng. anh chị theo kịp bài học này không? Yeah. Dạ. cho nên là vì của anh chị chúng ta cần phải nhớ là gì? cái quá trình bốn năm đó nó mới tạo nên cái ngày nhận bằng đó. Và nó cũng giống như cái việc mà cái quá trình anh chị chúng ta ghi nhận thành công liên tục liên tục và liên tục. Chúng ta nỗ lực chúng ta phát triển, chúng ta nâng cấp bản thân của mình, chúng ta hành động tập trung vào cái mục tiêu của mình, đúng không ạ? Mỗi ngày cứ tiến lên tiến lên tiến lên thì nó cũng chính là cái quá trình cho tới cái ngày mà anh chị gặt hái hoặc là có thể là cái ngày mà anh chị có thể là người khác có thể thấy được cái kết quả thành công của anh chị được không ạ có thể đó là có thể cái đó là cái ngày bạn sẽ mua một chiếc xe mà bạn thích có thể đó là cái ngày mà bạn tự do tài chính, bạn đi du lịch ở một cái quốc gia nào đó, bạn chụp hình bạn đăng tải lên mạng xã hội người ta mới thấy bạn là người này tự do tài chính hay vậy, hay là cái ngày mà bạn mới xây một cái căn nhà mới, hay là cái ngày mà cái doanh nghiệp của bạn nó mở rộng lên nhiều quốc gia trên thế giới và lúc đó uh, có nhiều người biết tới bạn kiểu, kiểu như vậy, đúng không? Ừ, chúng ta không biết ngày đó là ngày nào nhưng mà chúng ta biết rằng để có được cái ngày hôm đó thì nó cần có một cái quá trình, Bỏ một ngày chúng ta ghi nhận thành công, được không ạ? À? rồi và uh, tiếp theo chúng ta sẽ nói tới là cái uh, cái gì vậy? cái chiến lược thịnh vượng thứ hai chiến lược thịnh vượng thứ hai anh chị chiến lược thịnh vượng thứ nhất ok chưa anh chị theo kịp không ạ rồi vậy thì chúng ta sẽ nói với tới là cái chiến lược thịnh vượng thứ hai uh, chiến lược thịnh vượng thứ hai là gì chiến lược thịnh vượng thứ hai đó là quyền năng đúng không ạ quyền năng của bạn đó là quyền được ra quyết định vậy thì cái chiến lược thành vượng thứ hai đó là chúng ta cần phải đưa ra những cái quyết định khôn ngoan những cái quyết định khôn ngoan những quyết định mà có thể giúp cho chúng ta đạt được cái sự thành vượng đó. dùng từ đúng dùng cái câu đúng là bạn cần phải đưa ra những cái quyết định để có thể giúp bạn đạt được cái sự thịnh vượng và cái việc ra đưa ra những cái quyết định này là như thế nào bây giờ chúng ta nói cái ví dụ ở đây anh chị ạ à, mỗi một ngày thì chúng ta make decision những cái lựa chọn mà bạn đưa ra bạn đều tin là đúng đúng không mình tin là mình đúng cho nên mình mới đưa ra lựa chọn nhưng mà cái lựa chọn anh chị tin là đúng chưa chắc đó là lựa chọn giúp chúng ta thành công về tài chính những lựa chọn mà anh chị chúng ta tin là đúng chưa chắc là những lựa chọn mà khiến cho chúng ta có được cái sự thịnh vượng bởi vì chúng ta tin nó đúng cho nên chúng ta mới lựa chọn như vậy anh chị hiểu không khi chúng ta lựa chọn một cái điều gì đó chúng ta nói là à bây giờ tôi làm cái việc này thì có nghĩa là lúc đó chúng ta đã lựa chọn cái việc đó dựa trên cái niềm tin của mình dựa trên cái cách chúng ta nghĩ dựa trên cái hệ thống tư duy dựa trên những cái yếu tố khác và chúng ta nghĩ điều đó đúng cho nên chúng ta mới lựa chọn như vậy tuy nhiên người gì đúng thì chưa chắc là giàu. Đúng, chưa chắc là thành công. Và theo như ông T.H.E. có chia sẻ trong quyển sách bí mật tiêu triệu phú, một là bạn đúng, hai là bạn giàu. Nếu bạn đúng mà bạn chưa giàu thì bạn có thể chọn cái điều đó. Nhưng nếu như bạn chọn nếu mà bạn chọn giàu thì lúc đó bạn sẽ đúng. Ok chưa? một là bạn đúng hai là bạn sai và đến đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc mà chúng ta đưa ra cái lựa chọn anh chị make decision bạn làm gì trong ngày hôm nay nó sẽ ảnh hưởng tới cái ngày mai cái tương lai của bạn anh chị ha bạn làm gì trong ngày hôm nay bạn đưa ra quyết định gì trong ngày hôm nay thì nó sẽ có cái ảnh hưởng và tác động tới cái tương lai của bạn và thậm chí không phải là tương lai xa đâu nó ảnh hưởng tới ngày mai của bạn luôn đấy ví dụ như huy mới hỏi vậy what you want to be tomorrow you got to do it today bạn muốn trở thành cái gì trong ngày mai thì bạn phải làm cái điều đó ngay hôm nay bạn muốn trở thành ai trong ngày mai trong tương lai thì bạn phải làm và phải hướng tới cái điều đó trong hôm nay ví dụ như bây giờ bạn muốn trở thành một bạn muốn trở thành một bác sĩ thì bạn phải ngày hôm nay bạn đang ví dụ như bạn đang là học sinh đi thì bạn phải làm gì bạn phải đi lo tập trung vào học những cái môn mà để thi bác sĩ đúng không bạn phải tập trung cái mục tiêu để thi vào trường ý bạn phải tập trung học những môn toán lý hóa uh, toán hóa sinh anh chị đồng ý không ạ à? đó bạn phải nghiên cứu về nó bạn phải tập trung bằng nghiên cứu bằng tìm hiểu và đọc những cái sách về sinh vật học đọc sách về hóa học đọc sách về uh, sức khỏe vân vân đúng không để sau này bạn bạn học y bạn muốn trở thành bác sĩ thì bạn biết được tương lai bạn như thế nào thì bạn phải làm trong ngày hôm nay bạn ngày hôm nay bạn phải làm trước bạn phải chuẩn bị trước bạn phải hành động trước thì tương lai nó mới có được anh chị what you want to be tomorrow you got to do it today và đó chính là cái quyền được lựa chọn có rất là nhiều người người ta nói là giờ tôi, tôi muốn tôi muốn tôi muốn tôi muốn tôi muốn có kết quả này tôi muốn kết quả kia tôi muốn có kết quả nọ nhưng mà họ lại không có chịu đưa ra những cái lựa chọn mà hướng tới cái kết quả đó, họ không có làm những cái hành động mà có thể giúp họ đến gần cái mục tiêu hơn. Và huy sẽ nói với anh chị một cái điều là gì? Những gì mà tôi làm ngày hôm nay có thể đang đưa tôi đến gần cái mục tiêu của tôi hoặc nó đang kéo tôi ra xa khỏi mục tiêu. Của tôi. Nó có hai tác động như vậy. Nó có hai tác động. Như vậy những gì mà chúng ta làm ngày hôm nay nó có thể đưa chúng ta đến gần cái mục tiêu đó của chúng ta hoặc là nó đang kéo chúng ta ra xa khỏi mục tiêu của mình và anh chỉ có hai lựa chọn prepare or repair có nghĩa là gì chuẩn bị hay là sửa chữa. Bởi vì nếu như bạn làm hỏng việc ngày hôm qua thì bạn nghĩ xem bạn sẽ phải làm gì ngày hôm nay ạ? À? Nếu như ngày hôm qua bạn làm hỏng việc thì ngày hôm nay bạn làm gì ạ? À? comment được mà? Nghĩ xem ngày hôm nay bạn sẽ phải làm gì? Bạn sẽ phải sửa chữa những lỗi làm sửa những cái mà bạn đã làm sai cho ngày hôm qua. Và nếu như cứ mỗi ngày anh chị chúng ta cứ dành năng lượng, công sức và thời gian cho việc sửa chữa những cái sai lầm của ngày hôm trước. Mà bạn không dành năng lượng và công sức thời gian cho việc để chuẩn bị cho thành công. Thì bạn thấy đấy, chúng ta sửa chữa khi chúng ta thất bại trong cái việc đưa ra những cái lựa chọn mà chúng ta đưa ra. Bởi những cái sửa chọn sai lầm, những lựa chọn thiếu sự khôn ngoan nó dẫn tới cái việc là bạn không có thời gian để theo đuổi những mục tiêu của bạn bạn không có thời gian để làm những việc nó giúp cho bạn có thể đến gần cái mục tiêu của bạn bạn chỉ toàn dành thời gian để cho việc sửa chữa thôi bao nhiêu số anh chị ở đây cũng đã từng gặp và đã từng nghe rất rất nhiều người ngoài kia rất rất nhiều người thậm chí mối quan hệ của anh chị luôn thậm chí có thể là anh chị trước đây luôn chính là mình trước đây luôn chúng ta cũng thấy là giờ có rất là nhiều người họ nói là gì tôi không tôi rất là muốn giàu có tôi rất muốn thành công tôi rất muốn tự do tài chính nhưng mà tôi không có thời gian Tôi không có thời gian để học phát triển bản thân Tôi không có thời gian để kinh doanh Tôi không có thời gian để marketing Tôi không có thời gian để bán hàng Tôi không có thời gian để đọc sách Tôi không có thời gian để gọi điện thoại Tôi không có thời gian để nhắn tin cho khách hàng Tôi không có thời gian để gặp gỡ hẹn gặp Tôi không có thời gian để đàm phán Tôi không có thời gian để học kỹ năng mới Tôi không có thời gian để làm những việc giúp tôi thành công Nhưng tôi bận, tôi bận, bận làm gì vậy bận cái gì vậy bận làm cái gì những việc giúp bạn thành công bạn không làm bạn làm cái gì bạn bận làm cái gì bạn bận sửa chữa ngày hôm qua bạn bận làm những việc thậm chí bạn bận làm những việc là gì nó khiến cho bạn rời xa tương lai rời xa cái mục tiêu của bạn anh chị ha và cho nên chúng ta mới thấy một điều là gì cái 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 chiến lược thịnh vượng thứ hai nè đó là chúng ta cần phải đưa ra học cái cách để đưa ra quyết định khôn ngoan học cái cách để đưa ra quyết định đúng đắn cái quyết định mà giúp chúng ta trở thành cái người chiến thắng chứ không phải là cái quyết định mà khiến cho chúng ta cứ cứ phải đi về sửa chữa những cái thất bại của mình thất bại thì chồng chất thất bại thôi. Bởi vì bạn có thất bại, bạn phải đi sửa chữa, bạn gặp cái thất bại mới, bạn lại đi sửa chữa nó. Thành công nó mới nuôi dưỡng thành công anh chị. Bởi vì của chúng ta, chúng ta phải đưa ra những cái lựa chọn, những cái quyết định để chúng ta có thể đạt được cái sự thành công. Vậy thì để làm được cái điều này thì chúng ta cần phải làm gì? À, à chúng ta cần phải làm gì? Đó là chúng ta cần phải có sự chuẩn bị trước. Sự chuẩn bị trước anh chị sự chuẩn bị. Chuẩn bị và chuẩn bị ở đây là như thế nào? Chuẩn bị ở đây đó là chúng ta chuẩn bị về cái tư duy. Chuẩn bị về tư duy, chuẩn bị về kiến thức, chuẩn bị về hiểu biết cho mình. Khi một có sự vật sự việc gì đến, người có hiểu biết, người có kiến thức, người có trí tuệ họ có thể đưa ra cái quyết định khôn ngoan. Và cái quyết định khôn ngoan có thể giúp cho họ đạt được cái kết quả tuyệt vời. Anh chị ha. Ok chưa? Và tất cả những cái nguyên nhân mà mang tới những cái điều không có tốt lành cho cuộc sống của chúng ta nó chỉ đến từ việc thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức, thiếu tư duy, thiếu trí tuệ. Và cái việc mà chúng ta cần đó là chúng ta cần phải giáo dục bản thân mình. Chúng ta cần phải nâng cấp bản thân mình, cần phải chuẩn bị trước cho mình những cái kiến thức, những cái tư duy, những cái kinh nghiệm, những cái trí tuệ. Được không ạ? Còn không có trí tuệ anh chị thì nó rất là khó để thành công. những cái người mà họ tập trung vào cái việc phát triển, không phải là bởi vì họ thích cái việc đó đâu. những cái người mà họ đọc sách mỗi ngày, họ nghiên cứu thị trường, họ xem những cái báo cáo tài chính, họ tập trung trong việc là tìm hiểu phát triển học hỏi, nó không có dễ chịu đâu anh chị. Có anh chị nào ở đây đã từng học một cái khóa học phát triển bản thân nào chưa? Học học, học offline nha. Tới cái khóa học học. Có ai học một cái khóa nào khoảng 3 ngày chưa? Bạn ngồi liên tục 3 ngày bạn mệt không? 3 ngày cuối tuần nữa chứ. Đó là những khóa cơ bản thôi. Bạn học khóa chuyên sâu đi. Học 5 ngày. 5 ngày luôn mà bắt làm những cái quy trình rất là kinh khủng nếu mà anh chị học những cái lớp mà chuyên sâu mà tầm vài trăm triệu có những cái chương trình mà đào tạo về lãnh đạo thức trắng ba đêm sáng vẫn đi học nha sáng vẫn học ở trong với với, với 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 diễn giả nha nhưng mà tối làm tiếp quy trình tối phải thức ba đêm luôn có dễ chịu không có thích không có đâu ai thích làm những cái chuyện đó Đâu ai thích làm những cái chuyện đó. Nhưng tại sao họ lại vẫn tập trung đi học như vậy? Họ vẫn tập trung họ đến những cái lớp học. Họ vẫn tập trung họ nghiên cứu, họ phát triển liên tục như vậy. Là bởi vì là cái 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 đằng sau đó nhỉ Họ đang chuẩn bị cho tương lai thành công của họ. Những cái người này họ đang chuẩn bị cho cái tương lai huy hoàng của họ. Chứ không có ai mà bị khùng mà bỏ cả trăm triệu ra bỏ tới mấy ngày bỏ công việc để đi học phát triển bản thân để chơi cho vui không có ai không tại sao họ lại sẵn sàng bỏ đầu tư tiền này? tại sao có rất nhiều người bỏ ra cả trăm triệu có người bỏ ra cả tỷ đồng và bỏ ra mấy ngày chờ đi học những cái khóa học phát triển bản thân bởi vì họ biết rằng là về những cái kiến thức đó có khả năng giúp họ thay đổi cuộc đời họ đang chuẩn bị cho cái tương lai của họ. Và cho nên là cái việc mà bạn đầu tư cho trí tuệ đó là cái việc bắt buộc cần thiết nếu bạn muốn tương lai của bạn huy hoàng. Và cái chiến lược thành vượng thứ hai này đưa ra những lựa chọn khôn ngoan. Cái việc mà anh chị đầu tư cho trí tuệ cũng là một lựa chọn khôn ngoan. Cái việc mà chúng ta dành thời gian, công sức và tiền bạc để đầu tư cho tư duy, trí tuệ và hiểu biết của mình đó, đó là hành động khôn ngoan. Được không ạ? Yeah. và cái việc mà chúng ta ứng dụng những cái kiến thức đó để đưa ra những cái lựa chọn khôn ngoan nữa, thì đó là gì chúng ta lại tiến gần tới thành công hơn ok chưa nào yes thì đó là hai cái chiến lược thành vực trong ngày hôm nay chúng chia sẻ cho anh chị để cho anh chị có thể là gì chúng ta ứng dụng Những cuộc sống của mình chúng ta cần phải thấu hiểu được là trong cuộc sống cái kết quả việc mà bạn có hạnh phúc hay không việc mà bạn có thành công hay không, việc mà bạn có đạt được cái kết quả bạn mong muốn hay không, thì nó đến từ những cái chiến lược thành vượng này, được không? Dạ, cái việc bạn có áp dụng những chiến lược thành vượng này hay không, nữa. Giống như anh chị có thể học nãy giờ nhưng mà anh chị ứng dụng nữa đúng không? Anh chị ứng dụng chúng ta mới thấy là có cái kết quả đó. Ví dụ như mỗi ngày chúng ta ghi nhận thành công đi, đó cũng là một cái cái cái, cái chiến lược thứ nhất. Cái chiến lược thứ hai là chúng ta phải đưa ra những quyết định khôn ngoan và muốn khôn ngoan thì sao? thì phải chuẩn bị chưa? chuẩn bị kiến thức, chuẩn bị tư duy, chuẩn bị, chuẩn bị trước nó chung phải có sự chuẩn bị anh chị. Bởi vì nếu như bạn không có sự chuẩn bị thì bạn đang chuẩn bị cho thất bại anh chị ha. Dạ. Yeah. Cho nên là dạ để có thể là giờ, giảm cái rủi ro, giảm đi những cái rủi ro thì chúng ta chỉ có một cách thôi là chúng ta chuẩn bị trước. Ví dụ như Huy nói anh chị nè, Huy có một cái điểm cực kỳ chưa mạnh của mình luôn. Và Huy nghĩ là cũng có nhiều anh chị ở đây cũng gặp cái cũng cũng đang có cái điểm chưa mạnh này đó là cá nhân huy anh chị huy là một cái người á, từ trước tới nay huy không có giỏi xử lý những cái việc mà nó gấp những cái việc mà gấp á, huy không có giỏi xử lý đâu những cái vấn đề hay là những cái việc mà nó gấp gáp nó nó, nó 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 gọi là cần phải có cái sự mà xử lý trong một cái tình huống nó nhanh khẩn cấp á. là huy không có giỏi đâu và cá nhân Huy là cái người mà không có giỏi làm việc dưới áp lực lớn. Ủa thấy kỳ không? Tôi không có giỏi làm việc dưới một cái áp lực cao đâu bạn. Anh chị có thấy kỳ không? Nhưng mà tôi luôn luôn hoàn thành xuất sắc tất cả những việc mà tôi làm. Tôi làm việc xuất sắc, luôn luôn là xuất sắc nhất luôn. Việc gì cũng là xuất sắc nhất luôn hoàn thành kết quả một cách xuất sắc nhất luôn. Tại sao lại như vậy? Tại vì tôi chuẩn bị trước thôi. Bạn hiểu không? Tại sao phải đợi nước tới chân mới đi học bơi? Học bơi từ trước đi. Bạn hiểu không? Tại sao phải đợi nước tới chân mới nhảy? Chạy từ trước đi. bạn hiểu không? cho nên là gì Ừ chi mà phải cực vậy? chi mà phải đợi là khi mà có có việc tới rồi mới đi là lún cuống làm sao đây? bây ừ, giờ phải làm gì bây giờ? chuẩn bị trước đi, có chuyện tới thì xử lý dễ dàng. tại vì chuẩn bị trước rồi. sẽ hiểu bạn là người không tôi à? Đấy, và có những thứ chúng ta chuẩn bị trước được anh chị chúng ta có thể nhìn thấy được ví dụ như chúng ta đi học đi khi bạn mới bắt đầu học kỳ mới bạn biết là gì cái ngày đó là bạn cái khoảng tháng đó là sẽ là đi thi giữa kỳ đúng không bạn sẽ biết được là cái khoảng nào thời điểm nào sẽ thi giữa kỳ thời điểm nào là thi cuối kỳ thì bạn lo bạn học trước đi bạn muốn lấy học bổng không tôi chỉ cho hè đi học trước đi ba tháng hè để làm gì Mua sách giáo khoa về đọc trước đi Giải bài tập trước đi, tự học trước đi Đảm bảo luôn là Vô năm học là bạn thông minh hơn Thân tất cả những đứa còn lại luôn Anh chị hiểu không ạ Những cái bạn bình thường Tới gần ngày thi luôn cuốn Trời ơi học cái gì bây giờ Tủ nào đúng không Rồi Câu nào vậy, ơi mày ơi có đề cương không Ê bạn ơi có ghi chép không cho mượn chip bài quá ơi 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 Mình làm gì mình bình thường Ê bạn tí uh, đi đi chơi không tí đi chơi cầu lông không ngày mai thi giờ chơi cầu lông gì thì chơi cầu lông đi giờ học cũng đâu có vô đâu bạn bây giờ có học cũng không vô đâu giờ chơi cầu lông cho nó thư thái đi ngày mai ngày mai ngày, ngày mai thi ngày mai thi cho nó nó nó, nó thoải mái không <laughs> cuối cùng tôi 10 điểm nó hai điểm <laughs> tại vì tôi học trước rồi tôi mới đi chơi cầu lông bạn hiểu không Ừ Cái câu chuyện là như vậy đó anh chị Cho nên anh chị phải hiểu rằng là gì Đó là tại sao có những người á Là khi mà có một cái việc gì đến với họ Họ xử lý rất là dễ dàng Họ xử lý rất là nhanh chóng dễ dàng luôn Là bởi vì sao Không phải là bởi vì là họ họ biết đâu Mà bởi vì trước đó họ đã chuẩn bị trước rồi. Họ đã chuẩn bị cái tư duy Họ đã chuẩn bị kiến thức Họ đã chuẩn bị một cái nguồn lực nào đó từ trước rồi Cho nên là khi cơ hội đến họ nắm bắt được Khi có vấn đề đến họ xử lý được khi có bất kỳ cái chuyện gì xảy ra thì họ cũng có thể là gì giải quyết được một cách rất là dễ dàng bởi vì họ chuẩn bị trước và đó chính là đưa ra những cái quyết định khôn ngoan bao nhiêu sao hiệu bao comment tôi dạ anh yeah. chị ha dạ yeah. và chúng ta thường là chúng ta sẽ đưa ra những quyết định sai lầm khi mà chúng ta bị rối nha thường là khi mà chúng ta bị stress nè bị rối nè bị tiêu cực nè thì sẽ hay đưa ra những quyết định sai lầm đúng không nhỉ? cho nên bạn phải làm sao ở luôn luôn ở trong cái trạng thái là gì à, định tâm ừ, luôn luôn ở trong cái trạng thái định tâm trạng thái bình tĩnh dễ chịu không có bị suy chết thì lúc đó bạn sẽ đưa ra quyết định nó rất là khôn ngoan luôn ok chưa à, và đương nhiên là nếu như mà có thêm cái kiến thức có kinh nghiệm có trình độ có kỹ năng có trí tuệ nữa thì lúc đó nó tuyệt vời rồi ok ha thì chúng ta đã chưa thấy được là cái lý do tại sao mà lúc đầu tôi khi nói anh chị đó những người mà lúc nào anh chị cũng thấy là đầu xuôi đuôi lọt là tại sao lại như vậy là tại vì là họ đã luôn luôn chuẩn bị trước cho nên là dù cái chuyện gì xảy ra dù họ làm cái gì thì anh chị cũng thấy là lúc nào cũng đầu xuôi đuôi lọt lúc nào cũng là thành công nối tiếp thành công là như vậy đó anh chị ok chưa rồi. rồi thì đó là cái bài học của ngày hôm nay ha hôm nay thì chúng ta cũng sẽ kết thúc ở đây hẹn là các chị em vào cái buổi sớm tối ngày mai À, chúc các anh chị em chúng ta có được một cái buổi tối một cái giấc ngủ tràn trải với niềm sự thành công giàu có khỏe mạnh lành lặn thông minh may mắn tự do và hãy với chồng bạn ha hôm nay là ngày thành công về tài chính hôm nay là ngày bùng nổ về lợi nhuận và hôm nay tôi là người thành công bạn là người thành công xin chia trên đời chúng ta những người thành công xin chia trên đời chúng ta những người chiến thắng và hiện là bạn ở trên đỉnh vinh quang rồi chào tạm biệt các anh chị và bạn siêu yêu quý các anh chị các bạn luôn bye bye